Cho chị hỏi này, em 30 tuổi rồi, tại sao bây giờ mới tập tành đi vào thôi? À, trước đây em là diễn viên ạ. Em lúc đó là em có quen bạn trai, thì bạn trai của em không có muốn em theo nghệ thuật, cho nên là bắt em phải nghỉ. Tại thời điểm đó là em còn đang học trong trường sân khấu điện ảnh. Em có đi casting thì lúc đó em được trúng vai chính của cả hai phim đó luôn. Phim điện ảnh là bộ phim Ngủ Với Hồn Ma của đạo diễn Bá Vũ. Dạ, còn phim truyền hình là phim Chàng Rể Ngoại Quốc của thầy Dầu và anh Bá Trung Dẫn. Lúc đó thì em cũng có rất là nhiều lời mời để tham gia tiếp, nhưng mà áp lực từ cái người bạn mà em quen nên em... Cho chị hỏi này, Tế Nhị, người đàn ông đó quyền lực cỡ nào mà một cái nghề mà em thích, mà chị nói thiệt với em nha, sinh viên trong trường học, em học 3-4 năm là em đã biết rồi. Khi mà ra có vai chính là chị nói thiệt với em muốn ngất luôn á, đúng không? Dạ. Vai chính mà hoàn hảo về tất cả mọi thứ á. Tụi em cũng tính kết hôn, nhưng mà có lẽ là tại vì em nghe theo bạn và không làm việc, chỉ ở nhà thôi, có thể là người đó họ chán em. Cặp bồ bao lâu? Dạ gần 5 năm. Gần 5 năm, trời ơi, cả cái thanh xuân của em thôi đó. Bây giờ chị xin lỗi em, quay trở lại em sẽ không được đóng vai chính nữa. Dạ đúng. Tại vì 30 tuổi rồi mình bắt đầu đóng vai chị hoặc là vai thứ rồi, và nó đã qua cái thời khắc đó luôn nữa. Đối với em bây giờ rất là khó khăn để quay lại nghệ thuật, nhưng mà cái gì nó cũng có cái giá trả của nó. Bây giờ lại tiếp tục những năm tháng mà nếu em muốn làm nghề này, em lại phải trà trộn với cực khổ, phải bước lên từng bước một, nên sự trở lại này của em đó là một cái sự rất khó khăn. Anh cũng đã một giai đoạn 3 năm mà anh cũng không có tiếp tục, và anh tránh né cái sân khấu. Anh cũng nhớ lại cái khoảnh khắc đó. Nhưng anh đã trở lại và anh mạnh mẽ hơn xưa. Vinh còn nói với chị là thay vì cái đường đi ngang qua sân khấu, Vinh đi đường khác. Yeah. Để không nhìn thấy cái sân khấu. Em cũng vậy. Khi mà những bộ phim điện ảnh mà được công chiếu đến rạp là em đấu tranh rất là dữ dội. Em có nên đến rạp để đi xem bộ phim đó hay không? Cho nên á, anh mới nói là cái chuyện mà có một người đàn ông nữa cấm em sẽ chẳng bao giờ có. Vì cái người đàn ông đó là do em lựa chọn mà. Dạ. Em sẽ biết, bây giờ em biết là em nên chọn cái gì và em là ai, em muốn gì và cuộc đời em sẽ như thế nào. Đúng không? Và con đường, không có con đường nào nó suôn sẻ đâu. Khó khăn thì làm sao đâu. Đằng nào mình phải đi tới. Và làm được cái việc mình thích thì nó là cái điều tuyệt vời nhất. À. Cảm ơn. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.